Nguyên Trung, thưa các bạn cùng chơi, đây là làng Vòng cách trung tâm Hà Nội 8 km và thuộc huyện Từ Liêm. Có câu rằng cốm Vòng gạo tám mễ chỉ, tương bần húng láng còn gì ngon hơn. Làng Vòng ngày xưa làm cốm để ăn chơi, rồi cũng làm cốm để tiến vua, và cũng có câu thơ rằng An Phú làm kẹo mạch nha, làng Vòng dã cốm để mà tiến vua. Và lịch sử tương truyền rằng làng Vòng làm cốm từ thời nhà Lý. Chúng ta sẽ thăm lại làng Vòng ngày nay, xem sự khác biệt của làng Vòng xưa và làng Vòng nay. Em sẽ đợi anh Trung cùng cả hai đội chơi ở bên ngoài. Nào, cảm ơn anh. Nào tất cả các bạn, tiến đây. Chúng ta bây giờ sẽ sang phần thi mà đứng giữa làng Vòng nhưng mà lại phải thi nghệ thuật. Chúng ta lại phải tìm lại một nét văn hóa của Hà Nội xưa, của làng Vòng xưa, và đặc biệt rằng là của những cô gái và gánh cốm đi bán. Cho tất cả những người khán giả đang ngồi xem truyền hình thấy rằng đây rồi, nét Hà Nội xưa cốm làng Vòng. Nào, tập trung nhá. Tôi có một tình huống rất hay dành cho các bạn. Nhầm. Nghe bốn câu thơ sau đây. Tôi không phải là người đọc thơ hay, nhưng mà chắc chắn rằng rất nhiều người lắng nghe tôi một cách chăm chú. Gánh chi gánh cả làng Vòng, ngạt ngào hương cốm, hương hồng, hương quê, ba hương nhé. Gánh hàng êm ả mà đi, giữa lòng Hà Nội nhu mì dáng ai. Nhiệm vụ của hai đội là chúng ta sẽ xuất phát từ đây, trong vòng bán kính 500m trên đường Xuân Thủy, chúng ta sẽ vào những ngôi nhà. Chúng tôi sẽ có một số vật dụng cho các bạn. Chúng tôi có thể có được quần áo cho các bạn mặc cho nó đẹp, để cho nó đúng với một cô gái ngày xưa. Nhưng chúng tôi không thể nào có được cái hồn cho các bạn nếu các bạn không tạo được một cái về cái tâm linh là các bạn đang làm cô gái ngày xưa đi bán cúm. Tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số hình ảnh sau đây. Nào, hình ảnh các bạn xem đi. Đấy, hình ảnh 1 nhá. Các bạn sẽ phải tìm những vật dụng thế này. Các bạn sẽ đi tìm những địa chỉ áng áng thế này, có rất nhiều số nhà giống nhau thế này. Đấy. Tìm những cái vật dụng này, rồi là tìm phục trang này. Đấy, tái hiện lại này. Thấy chưa? Được chưa? Hiểu chưa? Nhi hiểu chưa? À, Trinh hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Trông mặt Trinh trông cháy gì cả. Nhi hiểu rồi đi. Thống nhất chưa? Bây giờ bắt đầu nhá, tôi sẽ bấm giờ. Trong đúng 30 phút tất cả sẽ quay trở lại đây, và chúng ta sẽ phải tái hiện lại cảnh Hà Nội xưa ở làng cúm làng Vòng. Bắt đầu nhá. Chuẩn bị 30 phút để kiếm tất cả vật dụng, quần áo, đạo cụ, tái hiện lại cảnh cốm làng Vòng Hà Nội xưa. Bắt đầu. Búp. Sau khi nghe anh Chí Trung phổ biến cũng như xem những bức ảnh gợi ý mà chương trình đưa ra, cả hai đội ngay lập tức hội ý. Các thành viên của Chân Gà Nướng đang băn khoăn tìm giải pháp. Nét mặt của Việt Nga khá căng thẳng. Thậm chí Trọng Khương còn đưa ra một số chiến thuật khá quyết liệt. Trong khi đó, hình như là Trà Đá Vỉa Hè thì đang rất tự tin và nóng lòng nhập cuộc. Thảo Trinh có vẻ đã nghĩ ra một chiến thuật hợp lý chăng? Phần chơi bắt đầu và thời gian đã được tính. Có vẻ Chân Gà Nướng vẫn chưa kịp thống nhất xong về chiến thuật. Vì thế, họ quyết định là cứ chạy mà không biết chạy về đâu. Nếu như buổi sáng, Cát Nhi đã phát huy được sở trường nấu nướng, thì phần chơi thiên về vận động ở buổi chiều lại có vẻ không hợp với cô bạn đầu bếp này. Đội Trà Đá Vỉa Hè đang bị đội Chân Gà Nướng dẫn trước, nên bước vào phần chơi này, các bạn rất quyết tâm. Chiến thuật vừa được bàn bạc, ngay lập tức được đội Áo Xanh áp dụng. Họ chia đội hình ra, ba người đi ba hướng, hỏi thăm những người dân làng Vòng. Cũng giống như buổi sáng, buổi chiều khi 6 người chơi đang rất vất vả đi tìm địa chỉ bí mật, thì anh Chí Trung và anh Thọ lại thảnh thơi đi khám phá làng Vòng. Với sự hướng dẫn của người dân nơi đây, họ đã tìm đến một gia đình chuyên sản xuất cốm. Cơn mưa chiều của mùa thu Hà Nội không thể làm giảm đi độ nóng của cuộc chơi. Không hiểu Hà Long đã chạy đi đâu mất, còn hai cô gái đội Trà Đá Vỉa Hè vẫn cùng nhau mải miết tìm kiếm. Liên tiếp các ngõ ngách đã được họ vào tìm, rất nhiều số nhà 19 như trong gợi ý đã được các bạn tìm ra. Nhưng thật đáng tiếc, đó vẫn chưa phải là địa chỉ chính xác. Có thể do quá căng thẳng
nên đội xanh chỉ tập trung vào con số 19 và quên mất gợi ý ban đầu rất quan trọng, đó là đường Xuân Thủy. Và họ vẫn cứ đi sâu vào những ngõ hẻm mà không biết nó mang lại điều gì. Nếu hết thời gian, đội xanh vẫn không tìm được thung phố mang về thì đồng nghĩa với việc các bạn không thể chơi tiếp phần sau và chấp nhận thua cuộc. Cùng trở lại với đội chân gà nướng, thật đáng tiếc vì các bạn cũng quên mất các gợi ý quan trọng. Nhưng may mắn thay, anh chàng Trọng Khương đã kịp nhớ ra gợi ý. Bán kính 500m trên đường Xuân Thủy. Đội áo cam ngay lập tức chạy ra đường. Các bạn ùa vào một con hẻm, nhưng có vẻ không phải vì đây là ngõ cụt. Lại tiếp tục chạy, nhưng ít ra với chân gà nướng họ đã có hai tín hiệu lạc quan. Một là các bạn đã đi đúng hướng trên đường Xuân Thủy, và thứ hai là Cát Nhi hình như đã theo kịp tốc độ chạy của Việt Nga và Trọng Khương. Sau một vòng thăm quan quanh làng, anh Chí Trung và anh Thọ đã quay về đình làng để chờ đợi hai đội chơi. Hai anh tranh thủ trò chuyện thêm với cụ Thủ Từ. Cụ ấy, đây là đình làng vòng phải không ạ? Đây là làng vòng cốm. Thế bây giờ nhà cửa hết thế này thì lấy đâu ra lúa để mà gạo để mà làm cốm? Bây giờ thì về cơ chế thị trường đô thị hóa nhanh quá mà. Thế ạ. Cho nên bây giờ thì phải đi mua nguyên liệu những nơi xa khác. Thì vẫn làm được. Xác định đúng phương hướng, nhưng đội chân gà nướng vẫn đang rất băn khoăn giữa các số nhà. Số nhà 19 trên đường Xuân Thủy thì có rồi, nhưng không hề giống chút nào với những tấm bình gợi ý cả. Và có lẽ không có gì chính xác hơn là hỏi những người bán cốm bên đường để đến được nhà sản xuất cốm. Chính xác rồi, đúng là số nhà 19, nhưng là số 19 trong một ngõ hẻm, chứ không phải là số 19 nằm trên đường Xuân Thủy. Đúng là địa chỉ mà cả đội cần tìm rồi. Vẫn còn nguyên hai thúng cốm, vậy là chân gà nướng có thể yên tâm. Họ đã về đích trước đội bạn trong phần chơi đầu tiên của buổi chiều. Vẫn lo lắng về mặt thời gian nên Trọng Khương chịu trách nhiệm một mình ôm thúng cốm chạy về trước. Còn Cát Nhi và Việt Nga ở lại hỏi thêm chủ nhà về cách sản xuất cốm. Các bạn đang tranh thủ hỏi thêm thông tin để chuẩn bị cho phần chơi tiếp theo. Quả là một chiến thuật khôn ngoan. Trong lúc đó thì đã lần tìm hết các ngõ ngách mà vẫn chưa thấy. Cả đội trà đá vỉa hè đành phải quay ra đường cái. Vô tình đây lại chính là hướng đi đúng cho các bạn. Những thùng cốm bán bên đường đang là những gợi ý quý giá. Liệu các bạn có nhận biết được những dấu hiệu này hay không? Không còn sức để chạy nhanh nữa, các bạn đi bộ từ từ và hỏi han nhiều người dân dọc đường. Những chỉ dẫn của người dân lúc sai, lúc đúng. Nhưng cuối cùng thì hình như các bạn cũng đang sâu chuỗi được các thông tin để tìm đến đúng địa chỉ. Đây rồi, số nhà 19, khu sản xuất cốm, những thùng cốm. Tất cả đều giống như trong bức ảnh gợi ý, nhưng chỉ còn lại một thùng cốm thôi. Các bạn áo xanh đều hiểu rằng mình lại một lần nữa về sau. Với việc tìm được thúng cốm mang về trước, các bạn đội chân gà nướng có lợi về mặt thời gian, được nghỉ ngơi, xem xét các vận dụng và đạo cụ cần thiết, chuẩn bị ý tưởng kịch bản kỹ lưỡng cho phần thi diễn tiểu phẩm tiếp theo. Không những thế, với sở trường diễn kịch của Việt Nga, có lẽ những chàng trai cô gái áo cam sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong phần thi này.